với lại một ai đã thấy em đúng chưa? Em không có phòng điện nha, cái đó không biết nha, nhưng mà em Huy không có thấy gì thấy chị nha, không. nè, alo, kìa Làm đấy sao đi em nhạc phòng điện nha. nhạc đừng có tư thù cá nhân nha Minh Huy Ép chết nha. luôn, ép chết luôn. Mỗi người đưa ra bằng chứng ngoại phạm đây. Chị thấy Minh Huy anh làm ở phòng anh điện. anh chỉ còn phone cho anh dốt là không giết, không liên quan gì tới cái mạng quần của tôi đi, là anh dốt đứng bên góc trái ngoài cùng Em đang còn gặp đang cho bấm cái hay cục là em đi với vuông thầy từ đầu cuối đấy. Ê mọi người em ở em dưới cái phòng đổ rác á, xong rồi chạy lên admin thì phải không biết anh nha. Thứ cái hai, gì, cùng rất nhiều người. phòng điện có thắng mày nè, nói cái gì vậy thắng? có mon b nè, có ken ghi nè, Em không biết anh. có thể Ý nè là mọi người, mày không anh nghĩ thấy là gì hết. có thể là thằng Teddy nó tự giết xong tự vote Đúng. Nửa rồi, nửa rồi. Một bề lại nghiêm, một bề rất Tại Sao tại vì Ly nó đúng Huy. nhanh vậy? Huy Rồi ơi, xong, rồi xong. không. Nè, Huy, em phải cùng hơn với chị là chị ở tìm Đúng, ở ở ngay chỗ sửa điện chưa để kìa. thêm Dí bộ thôi. Sao Ly Anh không có cho vô phòng sửa điện nghĩ nha. cái Xả đó Ly là ra đi, dí nói chết trước đi thì em Thanh ơi. Ly giúp nói Xả chuyện Ly thì đi. Thanh Ly quái nha. Xả Ly không có phòng sửa điện này, có record này để bật lên cho anh em coi. Giỡn thôi chứ Xả Ly an toàn hả? Xả Ly an toàn, Xả Ly an toàn. Đấy, chị sẽ lên ở phòng sửa điện thì chị sẽ lên sửa điện à? Chị sửa điện lúc mất điện đó hả? Không, chị không sửa điện lúc mất điện, tại vì chị lúc mà trước lúc mà chị lấy xăng là không, lúc trước đó là đã sửa điện xong rồi mà. Đó là chị xả Rồi lúc lấy xăng xong, lúc sau bị rồi mất xong. điện. Đúng Hết rồi, rồi. vắt rồi. Nhưng Vắt rồi. không, nhưng mà ủa đâu, lúc đầu là mất điện chứ mọi người, sao vậy? Sau Đâu, Sally đó lấy xăng mới mất điện xong anh mới chạy qua vắt chỗ chỗ rồi. xong rồi mất lạc mất Không, Sally á. không chị Vắt ơi. rồi, vắt rồi. Tóm lại là nhìn Tóm thấy lại bây giờ là anh Lê tóm Quyết lại anh Lê Quyết và anh Rốt là ở trên cùng góc trái đúng không? đúng rồi, ở ngoài cùng góc trái. Ok, tạm thời bỏ qua. Tại vì em gặp Win2D lần cuối là khi mà em sửa điện xong, em gặp anh Môn B này, gặp Thắng này, gặp Kenji này, gặp ai ấy nhỉ? Xin Đức Có anh không vậy? Có hả? anh cho vào chỗ điện mà. Không, lúc mà em sửa điện xong rồi em đi ra phòng đổ xăng á, tức là em sửa điện xong, em là người sửa điện, em đi đầu tiên em sửa điện, còn một mình em sửa điện thôi. Và khi mà em đi ra ấy thì thấy anh Môn B này, Thắng, Kenji và một người nữa ở phòng store, ở phòng cạnh phòng sửa điện đó. Sau đó em đi ra bên phải thì gặp Win2D, và khi đó em đi lên trên để em tìm anh Liquid, bởi vì em nghĩ anh Liquid là người em sẽ đi cùng đó, nhưng mà em không thấy anh Liquid đâu. Và về cái xác ở phòng admin thì bây giờ có Teddy nè, anh Huy đang ở đâu vậy? Huy ở chung Anh trên phòng phòng sửa điện đấy. với chị. Ok, thế thì chị Anh Ly Sally và và cái anh anh Huy gì? phải Liệu ok. liệu quyết video quái. Anh nghĩ là thằng Teddy nó tự giết xong tự vote thôi. Đúng rồi, nếu mà Thật như kìa. này thì chỉ có thằng Teddy tự giết tự vote thôi. Bạn lên thằng Đức Liquid với À dốt quái mà còn Liquid với dốt đứng quên ngoài mất tức còn quên mất sắm còn quên mất sắm mốc kìa tụt. quên mất sắm mốc kìa quên mất sắm mốc À, sao mốc lúc đầu đi với anh dốt ở cái phòng cái gì bắn bắn rác hay sao ấy. Ra bên tay phải xong rồi sấm mốc có xuống phòng phòng cái tên lửa cái tên lửa cái tên lửa Em cứ để cho thì sấm mốc lúc nói đi. lúc đầu cái lúc đầu có một ông nào ở phòng phòng cái gì bắn đấy phòng bắn đấy em không nhớ là anh rốt hay là ai ấy. Đầu tiên xong Tóm rồi lại em là bây giờ là lúc hủy bỏ xác thì sấm mốc đang ở đâu? thì cái lúc gì bọt xác là bắt đầu sấm mốc là từ cái đoạn nào cái đoạn chỗ trên gì bọt cái đoạn cái gì làm cái update ấy cái update thư ấy update thư xong bắt đầu chạy xuống chỗ chạy xuống phòng admin thì thấy ăn à, thì thấy cái gì cái đi chạy ra xong rồi là gì bọt rồi Teddy ơi. đang là test đi thôi. Alo. Lại test đi rồi. Alo. Alo, còn ai vào đây Nói nữa? chung là nghi vấn test đi nhiều nhất thì không bây Anh Hùng giờ có vấn đề đi với em thêm một cái nữa này. Thắng và Kenji đi cùng nhau đúng không? Không không, em đi anh chứ đi với em Thắng, anh đi. đi với Thắng, anh confirm cho Thắng này. Đi với tôi Kenji Và và bọn anh anh nó em. đứng trong phòng điện luôn. Cả ba Chăm em. gì ở đâu? Thế chăm gì ở đâu? Trong phòng điện. Phòng điện anh Huy với lại Sally có gặp không? Đức Phòng nè, điện đó nó cũng là nãy cái Kenji phòng điện nó nè, rất là đông Thắng luôn. nè, Mon Thì bây giờ anh chỉ nghĩ là cái đi thôi thì cứ cho nó đi đi đã, đúng không? nè. Skip đi đã, từ từ. Sao mốc Em skip, bọn em đi skip. nhá.
Thầy của Liquid á. Đi mày thằng bot tao đấy. Tao. Ok á. Rồi xong. Đợi test đi, đợi inverter đi. Có cho test đi này. Mày đang đứt này rồi. Anh trai em đâu rồi, anh trai em? Em đâu rồi, anh em đứng. Cà phê. Chăm đi.
Vui ơi, chị hỏi em cái này một cái. Đó. Cái lúc mà chị với em đứng ở trước cửa phòng phòng mà quẹt thẻ á, nhớ không? Nhớ. Cái lúc đó em thấy anh Đức ở trong phòng Em có, và anh Đức chui cùng. không? Mà chỉ có anh giả bộ đấy, anh làm trò Đúng. đấy. Anh cũng có chui. Nhưng mà Đúng rồi, không. em có nhớ là chị với em đứng ở đó một hồi xong rồi đi vô không thấy anh Đức đâu không? Em chưa tới Không chuối em phải, rồi luôn. đến chỗ luôn lóc lác một số Đức giả bộ tôi cống đấy. Trời ơi, chơi mà bất kỳ. Trời Đức ơi, giả bộ. chuối em phải lên Không, Đức giả bộ giật cống, lúc sau Đức đi bên chốt bên của Liquid mà. Tại em thấy anh Mon với lại số mốt hơi nghi nghi nha. Em đi kiếm Em nè bị anh mốt vào. Mon bé chị Đức nha, Mon bé chị Đức kìa. Từ Tại từ em từ không biết, cho em thấy anh Mon đi từ lẹ dữ lên em nên em cứ cứ từ sợ từ ai mọi chứ sao người em cho em nói cái, mọi người cho em nói cái. Nhưng mà Will có xác nhận với chị là Will vô với chị là Will không thấy anh Đức đâu đúng không? đúng 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 nhưng mà từ À, từ chậm sau lại cái đã. nè từ từ sau đấy là chị với em đi nguyên một cái vòng luôn là để kiếm anh Đức mà không thấy anh Đức chui ở đâu Anh nói đúng thế là mình đã giả bộ chui cống thành công, giả bộ đấy, giả bộ lừa Sao người mà ta em luôn kiểu đấy. như ai thế này? Chuyện thứ nhất là chuyện anh Đức đúng không, Ừ. chuyện thứ hai là chuyện cái xác nằm ở đâu ở phòng bốc Điện phòng điện. Thế, em điện thế lúc đấy anh Huy trong phòng điện đúng không? anh vừa chạy lên, anh chạy trúng nhưng smoke á, anh vừa chạy lên cái là thấy cái xác Ủa? luôn á. Em tưởng là anh chạy cùng mà Kenji mà. Không không không, chạy trúng nhưng thằng smoke luôn. Ủa, rõ ràng anh em vừa mới thấy anh đi cùng Kenji vào phòng điện không? No 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 no. Anh đi với thằng smoke chạy lên phòng điện là chạy lên là thấy cái xác luôn á, đúng không smoke? Thấy thấy cái xác hình như màu xanh dương đó. À đúng rồi, lúc đó là có con Kenji á. Ấy. Đó Kìa đó kìa hồi đó kìa đó đó kìa. Where's Ôi the lúc meme? đó sẽ lên anh hay giả gì lúc bộ để đó thấy giành màu xanh tiền xanh mà tưởng lúc đó là môn B, ai ngờ mới để ý ra màu xanh đó là màu xanh xanh dương, xanh dương xanh dương đậm hay xanh dương nhạt ta. màu màu xanh dương, màu Nhưng xanh mà làm dương. sao lại có thằng cái gì mà thằng cái gì lại chết lúc đó luôn. Mày thấy bom À B đi không không, đâu không Kenny ơi? không phải đâu, Kenny là màu đỏ đúng không? Đúng rồi, Không, lúc đó thấy có màu xanh dương nè. Nhưng mà xanh thấy cái xác sao lúc xanh dương đó? mà. Anh Yod Mà với sao Liquid đi có thấy bom bom mà B gì đấy không? Em chạy vậy là xuống, em đang cái xác là chạy. thanh dương. Vậy là bây giờ mới À, nói nè, em thấy anh B á là đi, nghĩa là đi từ phòng xăng ở dưới đi lên trên lại qua bên hướng tới phải á. Em gặp lên em đúng chạy rồi, gặp xuống em ba bốn chết. người ở đó luôn. Em chạy xuống em chết xác có thử. Bạn bè đang gì Đức ạ? Ok. Bây giờ chuyện chuyện thứ nhất là chuyện của anh Đức này. Chuyện của anh Đức thì chui cống thì em chắc là khoảng đến tầm khoảng 90%. Không, anh giả bộ chui cống thôi. Thấy anh giả bộ chui cống hay không? Không, nhưng mà em tụi em đứng ở ngoài cửa tụi em đợi nhưng mà anh không ra được, anh không có ra, anh không có di chuyển ra. Anh Sau trốn đấy vô tụi góc em khuất tụi em không thấy á. không, tụi em đi vô tụi em đi cả vòng Nếu mà mà. anh không phải là importer là anh chung cấp, anh giả bộ chung công hay đúng Còn bây giờ cứ cho anh không? Đức ra đảo trước nè. Trời Trời mày mày á. Bắt mình đi. Em bó ra Đức ơi, em nói trước. Vote thề thì là ok Ok, rồi, nhưng mà em cũng phải xác minh một chuyện này. ok, không ok nhá. Anh nếu mà anh là người là anh chủ công, giả bộ chủ công hơi bị giỏi á. tại vì lúc mà em vào, tức là lúc em mới cùng em cùng chị Sally đi đến cái phòng góc có khoảng 7 đến 8 giờ á, thì lúc đấy là em thấy anh Minh Huy với cả Kenji đi vào phòng điện. Thì khi mà em với chị Sally vừa mới đến cái phòng góc dưới cùng bên tay trái thì cái xác thì thấy Ken, tức là thấy thấy không biết xác của ai mà tóm lại là Kenji đã chết, mà anh Minh Huy đi cùng Kenji nên là em mới hỏi là Kenji có đi cùng không, anh không. anh đi với smoke, anh đi chạy lên cái là thấy cái xác ở ở ở ở trong phòng điện luôn á. Hỏi thế em hoa mắt rồi gọi rồi đó. Ê, ê à. Mình giả bộ chứ cống giỏi thiệt. Chết mẹ. Cười đi, cười đi, hai đứa em xóa cứ cười đi nha. Thủ hơi chó. Sát thủ giống hơi bệnh. Sửa điện.
Mà sao nghi nghi nhìn Smoke quá ta? Kìa là dối rồi. Chẳng lẽ hồi nãy bị hoa mắt. Kiểu Will. Ok, em tôi. Ok, anh rút. Sao anh nói thế? Anh... Ở đây, 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 đây. Trời đây. Ơi, đây, em đang làm hoài nào. Charlie ơi. Ơi. Charlie tên Liquid không? Tên. Vote Smoke với lại Mod B. Ok. Rồi Smoke cứ đã. Nhưng mà thằng Smoke là trước tiên. Nhưng mà Smoke trước, Smoke trước. Anh rốt đi trước, Liquid biết. Anh rốt đi từ cái phòng. Nhưng mà từ từ. Em thấy rồi. Em nói. Anh rốt đẩy từ cái phòng cái gì à? Cái vũ trụ ấy. Không. Để anh nói cho Smoke nè. Anh với lại. Để anh giải thích cho này. Anh với lại anh rốt là đi ngang thấy Sally đang bấm cục vuông vuông đúng không Sally? Đúng rồi. Từ đầu anh với anh rốt là hai người ấy mà. Với lại anh nói cho nghe nè, lúc anh gặp Will lần cuối là Will đứng với Sally và đúng. Will chạy lên like Will chết luôn. Thì đúng. Anh không biết là chết lúc nào. Không, lúc nào nó chạy lên. Đó. Nó chạy lên là nó chết rồi. Nhưng mà cái vấn đề bên đó là có nghĩa là anh rốt Sally và Will là đứng bên trái hết, chỉ có mỗi mình em là bên phải. Nhưng mà tại sao lại nghi ngờ anh? Thì em chỉ nghi ngờ là gọi là hai người, nếu còn hai sói thì lúc lúc mà bị anh với là Smoke thôi. Lúc này anh là gặp em với lại là nhốt ở đó là anh chạy lên trên. Nhưng mà anh không bê đâu. Hả? Lúc đó anh ở vừa không đi bọt, anh đang chạy qua cái phòng đó. Lúc đầu anh nghi quyết bảo anh nghi quyết. Anh đang chạy ở phòng đi bọt, anh chạy lên em hiểu không? Còn anh nhốt ở đâu? À không, cái phòng mà bấm em, bấm động á. Đúng rồi đó, đang chạy qua chỗ cái phòng cửa. Ok. Nhớ đúng rồi. Anh đi sau anh Jot anh thấy rõ ràng. Em thấy anh rút từ cái phòng vũ trụ mà xong bắt đầu anh rút cắn xem em từ phòng O2 em chạy qua. Smoke trước đi. Ok, bút Smoke. Nguyên rồi. Thôi, còn... Không, anh Đức rồi. Oh, em chắc chắn là anh Đức. Anh giả bộ chú cống hay không? Nguyên rồi. Ok. Đấy con okay. Okay. Thôi. Okay. Anh không hiểu tại sao là kêu ban luôn anh đây nè, ra tìm cái đây này. Anh vượt ở đây luôn này. Không, vượt ở đây này. Anh không bao giờ anh khẳng định được là tại vì tụi em đi cùng nhau, anh hiểu vấn đề này. Thôi vào game. Ok. Anh giả bộ truy công hay không? Cười đây. anh dốt với Sally phải hiểu là em đã nghi từ cái lúc mà em đi ở trên cái phòng phòng lái là anh Mon lùi đau dưới phòng xăng đi lên theo cái hướng đó. Sao tôi đi chung với bạn là bạn không bên tôi? Nhưng mà nãy anh gặp em với lại ở dưới đó mà. Không, Sally em thấy rõ ràng là đứng bấm cục vuông vuông mà anh dốt, em thấy rồi rồi. Em phải nghĩ là người ta đã được không, không mà em chắc chắn là anh Mon rồi, em chắc chắn là anh Mon. Tại sao anh? Nè, từ từ anh dốt tại sao không nghĩ là Liquid? Đúng rồi. Anh phải biết là có thể nha là Liquid hôm bữa cũng vậy, Liquid đi theo để lấy lòng tin của anh. Anh đi từ đầu với anh Jot, Sally không cần phải nói câu đó. Ngay từ lúc đầu anh đã xác minh là anh Jot là người rồi. Và cái...
Em mong mong bê có lý do đó. Em chắc chắn một điều tại alo Sally phải hiểu một vấn đề giờ này là anh đi với anh dốt và anh vậy có thấy thể là em còn rồi. Hai con dốt ê vậy có thể là còn anh dốt với lại Lưu Việt là hai con nếu quỷ. Mà hai con thì anh đã xác giết em rồi chứ còn là anh bấm bị bọt em hiểu chưa Sally hiểu nhưng chưa? Mà cái này nhưng mà hiểu là nếu như mà cái giết á nó chậm hơn cái bị bọt mà còn hai con dốt nha cứ hai con không nữa còn hai con sói là sói thắng rồi còn một con dốt đúng rồi tại vì Sally phải hiểu là anh đi với dốt và anh đã xác định anh đã xác định là anh thấy em ở cái chỗ bấm bục vuông vuông là em phải hiểu rồi và người còn lại ở đâu thôi ảo thế nhờ nhưng mà anh cái vẫn không hiểu là sao lại vốt anh luôn tại vì anh đi lẹ một mình anh đi lẹ thì sao đâu có kiểu có được không cái chuyện mà xảy ra là chỉ có mình anh làm nhưng thôi nhưng mà bình thường á là anh sẽ đi với thằng Thắng nhưng mà thằng Thắng nó chết rồi em hiểu không thì anh không được đi với thằng Thắng nữa thì anh phải đi một mình chứ sao. Đúng rồi. Tại vì lúc đó có một con sói luôn là làm sao mà giết được dốt đúng không? Một con sói là làm sao mà em giết được anh không? Lúc đấy thì đó mọi người đã xác định sao? Tin con sói là tức đó rồi. Bây giờ mọi người đã báo xong không cần giải thích được nữa. Nhưng mà mọi người có phải là mọi người đã giết được rồi không? Chuyên gia phá tim Sally giả vờ chui cống. Giả vờ chui cống. Sally. Để chờ đi cống cái bích. Má em đi. Sally. Em đi cả buổi luôn anh thì kêu đi chứ sao mất mẹ. Hay mà hay biết đi luôn. Cái kia đâu kêu là mai đi tao rồi mà không tin. Không hiểu sao. Nhưng mà ai là xấu vậy? Từ từ ai là xấu? Thì không mất mình giết em chứ mà anh thì kêu là anh thì đi chung.